liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan. Một trong 2 bị can bị khởi tố bắt tạm giam nguyên là chánh án Tòa án Nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 27 tháng 4, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhật, sinh năm 1958, trú tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, về tội môi giới hối lộ, và Hà Trần Vũ, sinh năm 1991, trú tại tổ 13, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, về tội đưa hối lộ.